Thành phố Đà Nẵng để bước vào trận đấu game 2 VBA Final 2016 giữa câu lạc bộ Đà Nẵng Dragons và câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings. Và trước khi trận đấu này bắt đầu thì chúng ta hãy đến với phần phỏng vấn huấn luyện viên cầu thủ, huấn luyện viên hai đội trước khi mà trận đấu bắt đầu. Đầu tiên là huấn luyện viên Dante Hill của câu lạc bộ Đà Nẵng Dragons. So Mr. Dante Hill, how did you feel about the importance for this game? Well, it's a great opportunity for us to give the fans here of Da Nang and the community here a game, a playoff game, a championship game. And we're just honored to be able to be a part. You know, there's a lot of teams that came out and competed in this league, and we're just real fortunate and real blessed to be one of the top two teams to finish out the season. Thưa quý vị và các bạn, tôi vừa hỏi rằng là huấn luyện viên Dante Hill ông cảm nhận thế nào về tầm quan trọng của trận đấu này. Thì huấn luyện viên Dante Hill đã cho chúng tôi biết rằng được vào VBA Final, được vào loạt trận chung kết là một đặc ân đối với đội bóng Đà Nẵng, và các cầu thủ cùng với ông, cùng với các cổ động viên đều rất là hức cho trận đấu này. Và khi mà Đà Nẵng Dragons đang dẫn trước đối thủ với tỷ số là 1-0 và chỉ còn cách chiến thắng 40 phút nữa thôi, thì toàn đội cũng đang hết sức cố gắng để có thể ghi tên mình vào chiếc cúp VBA lần đầu tiên trong lịch sử. So Mr. Dante Hill, after the first game, what do you talk to the player at the latest training? Well, you know, we want to come out and just have a good time. You know, we want to have fun. We want to play together. We want to stay together. And the pressure's on them. You know, they got to come out and they got to come out and play at a higher level. And we're believing that we're going to play at a higher level as well. We got the fan support here, and we're just ready to play. We're just, you know, it's time. You know, we're ready. We're focused, and we're looking forward to competing for four quarters. Yeah, thank you, Mr. Dante Hill, and good luck to you for this game. Thưa quý vị và các bạn, tôi vừa hỏi câu hỏi thứ hai, đó là ở buổi tập mới nhất thì huấn luyện viên Dante Hill đã nói gì với các học trò. Thì huấn luyện viên Dante Hill bảo rằng là các học trò của ông phải tập trung để có thể giành được chức vô địch, và đây là một trận đấu rất quan trọng. Chúng ta không còn nhiều thời gian, và bây giờ sẽ là phần phỏng vấn với huấn luyện viên Mika Turunen của câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings. Hello, Mr. Mika Turunen. What do you want your player do for this game? Win. Một câu trả lời rất đơn giản, đó là chiến thắng. Và câu hỏi thứ hai đó là how about your player must be for this game? We are ready. Huấn luyện viên Mika Turunen với khả năng trả lời phỏng vấn rất đơn giản. Ông chỉ cần chiến thắng cho trận đấu ngày hôm nay, và toàn bộ đội bóng của ông Hồ Chí Minh City Wings đã sẵn sàng, và chúng ta chuẩn bị bước vào trận đấu này sau ít phút nữa. Thank you, Mr. Look, I want to say something. In my history, I have been head coach 27 years. Nobody has treated so badly my team like Dragons. They confirmed to us we have practice time 9 to 10. Then they changed 8 to 9. And they informed to us last night 9 o'clock we must practice 7 o'clock in the morning. That's totally bullshit. Huấn luyện viên Mika Turunen cho rằng là đội bóng của ông đã phải luyện tập từ 7 giờ sáng, và đó là một điều hơi bất lợi một chút cho trận đấu này. Tuy nhiên thì việc vượt qua những bất lợi sẽ khiến cho đội bóng của ông có được chiến thắng càng xứng đáng hơn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi trận đấu này sau ít phút nữa. Tại nhà thi đấu quân khu 5 trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng đến với trận thi đấu giữa hai đội Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Queens. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay trận thi đấu tại sân nhà của chúng ta phần lớn nắm được chiến thắng và chiếc cúp vô địch là rất lớn. Bên cạnh đó không thể thiếu đi sự cổ vũ của tất cả các bạn cổ động viên của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bước vào chuẩn bị bước vào trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings. Game 2 của VBA Final 2016. Đây là một trận đấu rất quan trọng với cả hai đội. Đà Nẵng Dragons sẽ có cơ hội đăng quang ngay trước sân nhà của mình. Nếu như họ giành được chiến thắng, trong khi đó nếu Hồ Chí Minh City Wings
cũng giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Nếu họ đánh bại Đà Nẵng thì họ sẽ kéo series của VBA Final lên game thứ 3. Và game đấu này sẽ được tổ chức vào giữa tuần tới tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì rất đông các khán giả của thành phố Đà Nẵng đã đến nhà thi đấu quân khu 5 để ủng hộ đội bóng thành phố của mình, đội bóng Đà Nẵng Dragons. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Thời tiết tại Đà Nẵng lúc này là rất tốt. Trời nắng nhưng khá mát mẻ, nhiệt độ khoảng 27 độ C. Ở trận đấu gần nhất hai đội đó là trận đấu game 1 VBA Finals. Câu lạc bộ Đà Nẵng Dragons đã vượt qua câu lạc bộ Hồ Chí Minh Sea Wings với tỷ số 69-55. Và bây giờ chúng ta đến với danh sách cao thủ của Hồ Chí Minh Sea Wings tham gia trận đấu này. Số 9 Triệu Hán Bình, số 10 Phan Trần Mẫn, số 15 Trong Minh Trí, số 19 Tăng Phan Minh Luyến, số 25 Lê Công Tuấn Anh, số 77 Võ Văn Thanh. Số 7 Nguyễn Huỳnh Hải. Số 11 Ngô Tuấn Trung. Số 12 là Justin Young. Số 14 Lê Ngọc Tú. Và số 20 đó là Jaewon Hill. Huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Hồ Chí Minh Sea Wings đó là ông Mika Chernen. Bây giờ sẽ là những cầu thủ tham gia trận đấu này của Đà Nẵng Dragons. Số 11 Trần Tiến Thịnh. Số 15 đó là Trương Thiên Long. Số 68 Tạm Huy Đại. Số 77 của Đà Nẵng Dragons là Võ Văn Mỹ. Số 5 Sim Mỹ Kiên. Số 0 Horace Nguyễn. Số 25 Rudolph Jolly. Và số 1 của Đà Nẵng Dragons đó là Nguyễn Tuấn Tú, hay còn được gọi với cái tên là Stefan Nguyễn. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Đà Nẵng Dragons đó là huấn luyện viên John Chehill. Trọng tài điều khiển chính trận đấu này đó là ông Bernardo Mai này nhát. Trọng tài số 1 ông Đinh Quang Ngọc và trọng tài số 2 ông Nguyễn Hoàng Khiêm. Bây giờ sẽ là lễ chào cờ. Yeah.
xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời hai đội bắt tay. Xin xin please shake hands. Nghi lễ chào cờ đã chính thức đưa trận đấu này chuẩn bị để bắt đầu. Các thủ Đà Nẵng Dragons đang còn cách chiến thắng 40 phút nữa thôi. Còn Hồ Chí Minh Sea Wings cũng có 40 phút để sửa sai những sai lầm của họ. Các thủ Đà Nẵng Dragons trong trận đấu ngày hôm nay họ mặc những chiếc áo màu da cam. Còn đối thủ Hồ Chí Minh Sea Wings ra quân với những chiếc áo màu trắng. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra quân của hai đội bên phía câu lạc bộ Đà Nẵng Dragons. Số 77 Võ Văn Mỹ, số 5 Jimmy Kiên, số 0 Horace Nguyễn, số 25 Rudolph Jolly và số 1 là Nguyễn Tuấn Tú. Bên phía Hồ Chí Minh Sea Wings, cầu thủ mà áo số 7 Nguyễn Huỳnh Hải, số 11 Ngô Tuấn Trung, số 12 Justin Young, số 14 Lê Ngọc Tú và số 20 là Jay Won Hill. 1 không khí rất sôi động đang được diễn ra tại nhà thi đấu quân khu 5 với hầu hết các cổ động viên là của Đà Nẵng Dragons. Ngày hôm nay thì chiếc cúp PBA cũng đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Chiếc cúp nặng tới 20kg để trao cho đội bóng miền Trung nếu như Đà Nẵng Dragons giành được chức vô địch. Và tất nhiên là chiếc cúp sẽ chuyển về thành phố Hồ Chí Minh nếu như Hồ Chí Minh Sea Wings kéo trận đấu đến game 3. Trong hiệp 1 thì Đà Nẵng Dragons là đội tấn công trước. Họ bảo vệ rổ bên phía phải màn hình quý vị và các bạn. Còn Hồ Chí Minh Sea Wings bảo vệ rổ bên phía trái. Như vậy là Võ Văn Mỹ đã phạm luật chạy bước. Võ Văn Mỹ là cầu thủ sinh năm 1987. Và anh đã từng nhiều năm trưởng thành trong phong trào bóng rổ của tỉnh Sóc Trăng. Rất tốt. Hai điểm đầu tiên được ghi trong trận đấu này và tác giả của hai điểm đó là Lê Ngọc Tú. Nguyễn Tuấn Tú, Võ Văn Mỹ xoay trở rất tốt. Trọng tài xác định là Ngô Tuấn Trung làm bóng ra biên và phát bóng biên cho Đà Nẵng Dragons. Jolly, đối đầu với anh là Jaywon Hill. Jimmy Kiên, cơ hội dứt điểm. Nguyễn Tuấn Tú không có lỗi nhưng Jolly đã có lỗi. Justin Young xác định cho rằng trong thời gian rồi Đà Nẵng Dragons đã phạm luật 24 giây không ném rổ. Tiền thì quyết định của trọng tài vẫn được đưa ra và Rob Jolly được ném hàng quả đá phạt. Lỗi thuộc về Justin Young, lỗi đánh tay. Rob Jolly ghi một điểm cho Đà Nẵng Dragons. Pha đánh phạt thứ hai, Rob Jolly không thực hiện thành công. Các thủ Hồ Chí Minh Sea Wings đến bây giờ mới lấy được bóng để đưa bóng sang phần sân bên kia. Justin Young đã có lỗi của Nguyễn Tuấn Tú. Lỗi đẩy người và phát bóng biên cho Hồ Chí Minh Sea Wings.
đang có một pha tác động của Nguyễn Tuấn Tú. Vũ Đình Hải không ném mà chuyền cho Joe Hill ghi 2 điểm. Joe Hill với thể hình khá cao và khả năng xoay trở tốt. Anh đang kèm Rudolph Jolie. Chúng ta cùng xem. Như vậy là trọng tài xác định Võ Văn Mỹ làm bóng ra biên và Hồ Chí Minh Siêu Hình sẽ có bóng. Như vậy là cầu thủ Đà Nẵng Dragons như chúng ta đang thấy trên màn hình, họ đang triển khai chiến thuật full court pressure, tức là bắt một một cả sân. Rất thoáng, nhảy ném, không có điểm dành cho Jaewon Hill. Jimmy Kiên. Vẫn là cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Rob Jolie. Đã có lỗi thuộc về Hồ Chí Minh Sea Wings. Lỗi số 11, Ngô Tuấn Trung lỗi cản người. Bóng vẫn thuộc về quyền kiểm soát của Rob Jolie. Đã có lỗi. Trọng tài xác định đó là lỗi của Lê Ngọc Tú. Lỗi đến tay. Tiếp tục là một pha phòng biên nữa cho Đà Nẵng Dragons. Jimmy Kiên đột phá. Hai điểm tính dành cho Jimmy Kiên. Tỷ số hiện tại đang là Đà Nẵng 3 và Hồ Chí Minh Sea Wings 4. Ném 3 điểm, Nguyễn Đình Hải không thành công. Võ Văn Mỹ. Jolie xoay người, không thành công. Vẫn là Đà Nẵng Dragons kiểm soát bóng trong tình huống này. Rob Jolie đang là cầu thủ được tạo cơ hội nhiều nhất bên phía Đà Nẵng Dragons. Hầu như mọi đường bóng từ đầu trận đến giờ, ngoài pha ghi điểm của Jimmy Kiên, đều xoay qua cầu thủ số 25. Jimmy Kiên ném 3 điểm, không thành công. Joe Hill rebound. Phản công nhanh rất tốt. Nguyễn Đình Hải, 2 điểm tính dành cho Nguyễn Đình Hải rất đơn giản. Một pha phối hợp tốt của đội bóng áo trắng. Jolie ném 3 điểm, không thành công. Vẫn là Jolie. Anh đã bị block rồi. Vẫn là cầu thủ Đà Nẵng Dragons cướp bóng, không thành công. Và bây giờ Jolie ghi 2 điểm. Cầu thủ Chu Minh Tư Huỳnh không thể triển khai được những tình huống tấn công nhanh, bởi vì Đà Nẵng Dragons chủ động bắt một một cả sân. Mất bóng, Võ Văn Mỹ rất nhanh. Làm gì Võ Văn Mỹ? Chúng ta hãy chờ vào quyết định của trọng tài. Ngô Tuấn Trung phạm lỗi đẩy người và hai quả đá phạt dành cho Võ Văn Mỹ. Ở trận đấu game 1 thì Rudolph Jolie đã có được 29 điểm và 18 rebounds. Một thành tích rất tốt. Và vừa rồi trọng tài đã cảnh cáo Ngô Tuấn Trung vì phản ứng thái quá. Nếu còn tái phạm thì Ngô Tuấn Trung sẽ bị phạm một lỗi kỹ thuật. Trong tình huống vừa rồi đó là một tình huống phòng ngự rất quyết liệt của Ngô Tuấn Trung. Pha đá phạt đầu tiên air ball. Rất đáng tiếc.
tiên thì ở pha đá phạt thứ hai thì Bóng Mỹ đã quân bình tỷ số 6-6. Lê Ngọc Tú, Jay Won Hill. Lê Ngọc Tú ở góc 3 điểm thành công. Đó là pha ném 2 điểm của Lê Ngọc Tú do chân của anh đã dẫm vào vạch. Tỷ số hiện tại là 8-6 tạm thời nghiêng về phía Hồ Chí Minh Sea Wing. Nguyễn Tuấn Tú, Rob Jolly, vẫn là Rob Jolly, làm gì? 2 điểm tính dành cho Jolly. Tỷ số lại được quân bình và Jolly đã có một pha cướp bóng. Trọng tài xác định Jimmy Kiên làm bóng ra biên và phát bóng biên do Hồ Chí Minh Sea Wings. Võ Văn Mỹ rời sân nhường chỗ cho Đào Huy Đại. Nguyễn Đình Hải rất tốt. Một pha chuyền không tốt của Nguyễn Đình Hải sau một tình huống crossover vượt qua đối thủ. Anh đã không đưa được bóng đến chân, đến tay của Jay Won Hill. Ném 3 điểm không thành công. Pha ném không thành công của Horace Nguyễn. Một Tuấn Trung rất đơn giản, úp rổ thành công, đó là Jay Won Hill. Một pha chuyền rất ảo của cầu thủ Ngô Tuấn Trung. Nguyễn Tuấn Tú xoay người, không có điểm nhưng đã có lỗi. Nguyễn Tuấn Tú sẽ ném 2 quả ném phạt. Quả ném phạt đầu tiên ghi 1 điểm. Điểm số thứ 9 của Đà Nẵng Dragons. Và nếu thành công ở pha ném phạt thứ 2 thì Nguyễn Tuấn Tú sẽ quân bình tỷ số. Tỷ số là 10-10. Như vậy là Triệu Hán Minh cũng đã được tung vào sân. Lê Ngọc Tú đột phá. Làm gì Lê Ngọc Tú? Hai điểm tính rất đơn giản cho Lê Ngọc Tú, một cầu thủ tay trái hiếm hoi của bóng rổ Việt Nam. Lê Ngọc Tú đang kèm Nguyễn Tuấn Tú, hai cầu thủ Tú kèm nhau. Kia thì ở pha bóng vừa rồi thì người ghi điểm đó là Jolly. Sở và kiến tạo rất tốt của Nguyễn Tuấn Tú. Lê Ngọc Tú, Justin Young, Triệu Hán Minh. Làm gì? Rất tốt. Đó không phải 2 điểm cho Justin Young, nhưng 2 điểm dành cho Jay Won Hill. Các thủ Hồ Chí Minh Sea Wings đang phối hợp khá tốt ở những pha tấn công của mình. Vẫn là cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Horace Nguyễn ném 3 điểm. 3 điểm thành công dành cho Horace Nguyễn. Đà Nẵng Dragons đã lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Justin Young, Jay Won Hill đột phá. Đá có lỗi. Một pha hustle play, một pha bóng rất quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Rob Jolly rất ít khi lôi mạnh, nhưng nếu đã lôi mạnh thì đối thủ sẽ cảm thấy đau. Thực tế mà nói thì bóng rổ là một môn thể thao rất mạnh mẽ, và những pha va chạm như thế này là điều bình thường. Jay Won Hill đứng trước quả ném phạt. Jay Won Hill vừa ghi 1 điểm cho Đà Nẵng Dragons, chính xác là Hồ Chí Minh Sea Wings.
Cả hai pha đánh phạt thành công của John Hill giúp cho Hồ Chí Minh Sea Wing lại vươn lên dẫn trước với khoảng cách chỉ là một điểm thôi. Đào Huy Đại, Văn Thành, Jolly xoay người và Skyhook thành công. Động tác Skyhook là một trong những động tác rất khó cản trong bóng rổ và được huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar của Lakers thực hiện thành thục trong suốt cả sự nghiệp. Vừa rồi thì Rob Jolly vừa có một pha Skyhook. Một phiên bản khác của Skyhook đó là Baby Skyhook, là sản phẩm của Magic Johnson. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu sau khi bàn một chút về NBA. Đó là một pha mất bóng. Đào Huy Đại kịp không? Không có điểm. Vẫn không có điểm. Tuy nhiên thì Hoàng Nguyên đã giải quyết vấn đề rất đơn giản với một pha 3 điểm thành công. Lê Ngọc Tú đã có lỗi. Lỗi thuộc về Võ Văn Thành. Trận đấu đang diễn ra sôi nổi sau những phút đầu tiên có vẻ hơi buồn ngủ. Đây rõ ràng là một trận đấu mang nặng tính chiến thuật của huấn luyện viên hai đội. Pha đánh phạt đầu tiên của Jaylen Hill thành công và anh sẽ có cơ hội tiếp theo để ném thành công quả đánh phạt thứ hai. Không thành công. Tỷ số hiện tại đang là Đà Nẵng 20 và Hồ Chí Minh Sea Wing 17. Võ Văn Thành không được, nhưng Ron Jolly đã có mặt đúng lúc để có pha tiếp in. Lê Ngọc Tú ném 3 điểm. Không được. Jaylen Hill rebound. Vẫn là Jaylen Hill. Đá có lỗi. Và lúc này thì tổng số lỗi đồng đội của hai đội trong hiệp thi đấu tiên đã vượt quá con số 4. Vừa rồi đó là pha đẩy người. Và Jaylen Hill được ném 2 quả đá phạt. Quả phạt đầu tiên ghi 1 điểm. Và ném phạt tiếp tục là một pha đánh phạt tốt nữa của Jaylen Hill. Đến bây giờ thì Hồ Chí Minh Sea Wing cũng đã bắt 1-1 cả sân. Như vậy là Đà Nẵng Dragons đã phạm luật 8 giây sân nhà. Trong bóng rổ thì không được để bóng quá 8 giây trên sân nhà. Nếu như quá 8 giây thì đội đối thủ sẽ có bóng. Vừa rồi đó là một pha rất quyết liệt của Tuấn Tú và Tuấn Trung. Justin Young. Không được, đó là một pha fade away giám sát của Justin Young. Nguyễn Tuấn Tú. Như vậy là Jolly đã bị double team là 2-1. Một pha hỗ trợ ở người rất tốt của Triệu Hán Minh. Vẫn là Triệu Hán Minh. Lê Ngọc Tú đối đầu với Lê Ngọc Tú là Đào Huy Đại. Lê Ngọc Tú vẫn là Lê Ngọc Tú. Nhảy ném không có điểm dành cho Lê Ngọc Tú. Vẫn là Lê Ngọc Tú. Không thành công. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của đội bóng mà Lê Ngọc Tú quả áo. Một pha rất cố gắng của thủ màu số 14. Đà Nẵng Dragons xin thay người. Số 68 Đào Huy Đại rồi sân và vào sân là Trần Tiến Thịnh.
Jaewon Hill, hai điểm tính dành cho Jaewon Hill. Một pha phát bóng biên rất chiến thuật của cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Wings. Tiếp tục là một tình huống phát bóng biên dành cho Đà Nẵng Dragons. Tỷ số hiện tại là 22 cho Đà Nẵng và 21 cho Hồ Chí Minh Sea Wings. Bốn mươi lăm giây còn lại cho hiệp đầu tiên. Nhảy ném đó là pha nhảy ném của Jimmy Kiên. Justin Young đã có một pha cản người hợp lệ trong thứ vừa rồi. Lê Ngọc Tú đã làm bóng ra biên, chính xác là anh đã dẫm vạch. Trọng tài xác định đó là một lỗi của Lê Ngọc Tú. Lê Ngọc Tú phạm lỗi lần thứ hai, pha trouble dành cho thủ môn số 14. Lê Ngọc Tú đã thấm mệt sau những trận đấu liên tiếp gần đây. Và đó cũng là tình trạng chung của cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Wings. Họ phải thi đấu liên tiếp với những đối thủ rất mạnh như là Hà Nội Buffaloes. Và đang phải đối đặt với Đà Nẵng Dragons, một đội bóng đang có tinh thần lên rất cao sau khi giành chiến thắng ở game 1 VBA Finals. Nguyễn Tuấn Tú ném phạt pha thứ hai không thành công. Vẫn là Đà Nẵng Dragons. Ba đã tính dành cho Jimmy Kiên. Số là 26-21. Justin Young. Đó là Justin Young. Nhảy ném. Không có 3 điểm. Và hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số là 26-21 tạm thời nghiêng về phía đội chủ nhà Đà Nẵng Dragons. Chúng ta cùng quay trở lại sau một chút quãng thời gian nghỉ. Số hiệp thi đấu đầu tiên là 26-21, Đà Nẵng Dragons là đội vươn lên dẫn trước. Một phần lý do giúp cho Đà Nẵng Dragons vươn lên dẫn trước đó là vì khả năng ném 3 điểm của Đà Nẵng Dragons. Họ ném 3/6 pha 3 điểm thành công. Trong khi đó Hồ Chí Minh Sea Wings với 3 pha 3 điểm đều trượt hết. Jaewon Hill là người đang cầm bóng. Vẫn là cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Wings. 12 giây, 11 giây.
phải sao? Justin Young chén ném không được. Bây giờ thì Hồ Chí Minh Duy Huỳnh đang có lại được bóng sau một pha cướp bóng của Justin Young. Đà Nẵng Dragons là đội thắng ít nhất sau mùa giải chính thức của VBA với chỉ 4 trận thắng. Họ không thắng được trận sân khách nào. Tiền thì họ đã hoàn toàn thay đổi từ trận đấu Wild Card, trận đấu mini playoff với đội bóng Cần Thơ Catfish. Họ thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách. Vừa rồi thì Justin Young vừa không ghi điểm, tuy nhiên thì đồng đội của anh đó là Joel Hill đã ghi điểm. Nguyễn Tuấn Tú, các thủ Đà Nẵng Dragons đang dẫn trước đối thủ 3 điểm, khoảng cách không an toàn một chút nào. Jimmy Kiên nhìn em không được, vẫn là Jimmy Kiên. Hai điểm đúng rồi cho Jimmy Kiên, rất nỗ lực. Một pha kẹp bóng của Triệu Hán Minh. Như vậy Đàm Huy Đại đã vào sân thay cho Nguyễn Tuấn Tú. Chúng tôi vừa nói đến khả năng đấu sân khách được thay đổi đáng kinh ngạc của Đà Nẵng Dragons. Ở trận đấu Hoa Cạc họ đã thắng câu lạc bộ Cần Thơ Catfish. Và sau đó ở trận đấu đầu tiên của playoff họ thắng Sài Gòn Heat. Một pha ba điểm không thành công. Còn ở trận đấu game 1 của VBA Final, họ đã có được chiến thắng trước Hồ Chí Minh Sea Wings. Và bây giờ thì Đà Nẵng Dragons đang là đội bóng có lợi thế nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Nhiều người ví câu chuyện của Đà Nẵng đang như là câu chuyện của Leicester City của bóng đá Anh mùa giải năm nay vậy. Chính xác là mùa giải 2015-2016. Và câu chuyện đó cũng có phần nào chính xác. Một pha mất bóng và Lê Ngọc Tú đã đoạt được bóng. Lỗi của Jimmy Kiên, anh lỗi với Lê Công Tuấn Anh. Lê Công Tuấn Anh là cầu thủ có thể hình khá to bên phía Hồ Chí Minh Sea Wings. Hồ Chí Minh Sea Wings sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa ở quãng thời gian còn lại. Trời Minh không có lỗi. Trong đúng rồi thì Triệu Minh đã bị vấp ngã. Đà Nẵng Dragons là phòng thủ khá chắc. Jolly không có điểm, tuyển thì đã có lỗi dành cho Rob Jolly. Số 20 rơi một hiệu phạt lỗi đánh tay. Và hai quả đánh phạt dành cho Rob Jolly. Không chính xác ở pha đánh phạt đầu tiên. Bóng đã dội bảng rồi dội ra ngoài. Cả hai pha đánh phạt không thành công. Tiên thì trận Tiến Thịnh đã có một offensive rebound, một rebound tấn công rất tốt. Ném 3 điểm Jimmy Kiên. 3 thành công dành cho Jimmy Kiên. Lê Ngọc Tú không ném 3 điểm. Quý Đình Hải chuyền bóng và đã có lỗi của Jaywon Hill. Lỗi cho Jaywon Hill. Jaywon Hill đã có vẻ khá đau cổ trong thiếu rồi. Khi mà cánh tay của Rob Jolly đã kéo hẳn anh xuống. Ném phạt tốt. Đó là Jaywon Hill. Ném phạt thứ hai không thành công. Hồ Chí Minh Sea Wings vẫn đang bị dẫn với khoảng cách là 7 điểm.
để đếm. Thành công đó là 3 điểm dành cho Horace Quinn. Cầu thủ Đà Nẵng đang vận sang chơi rất thoải mái, rất tự tin. Xếp bạch ném 3 điểm không được, đó là pha 3 điểm không tốt của Nguyễn Đình Hải. Có vẻ như vấn đề thể lực đang ảnh hưởng tới cầu thủ Hồ Chí Minh Siêu Anh. Jolie, vẫn là Jolie, không được rồi. Nguyễn Đình Hải ném 3 điểm, rất tự tin đó là Nguyễn Đình Hải, rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 34-27. Và hội ý cho Đà Nẵng Dragons. Ta vừa được xem lại pha 3 điểm rất bình tĩnh của Nguyễn Đình Hải. Anh đang dẫn bóng với tốc độ khá cao và dừng lại, tự tin ném 3 điểm. Cùng thời điểm này thì chắc chắn các đội bóng khác của VBA đang chuẩn bị lực lượng rất giáo diết. Điển hình là Seon Hee sẽ tham gia giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á mùa giải 2016-2017. Vừa rồi họ đã ký hợp đồng với những cầu thủ ngoại như là Chris Charles của Hertha Bangkok City năm ngoái, cầu thủ Asian Import đó là Joshua Munzon, và một thủ rất quen thuộc bên phía Seon Hee, thủ đã từng thi đấu cho Seon Hee ở giải năm ngoái, đó là Lenny Daniel. Với mục tiêu của Seon Hee đó là lọt vào ít nhất là top 3 của giống rổ ABL, giống rổ nhà nghề Đông Nam Á. Trong khi đó thì Hà Nội Buffalo cũng sẽ là đội bóng khách mời duy nhất của giải Thái Lan Basketball League diễn ra vào tháng 1 năm 2017. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh Siêu Anh. Jimmy Kiên để ném 3 điểm, không được. Một tuần chung rebound, phản công nhanh, Nguyễn Đình Hải. 2 điểm thành công dành cho Nguyễn Đình Hải. Một pha phản công nhanh mẫu mực của cầu thủ Hồ Chí Minh Siêu Anh. Tuy nhiên khoảng cách vẫn là 5 điểm. Tiến Thịnh. Vậy là trận thua rồi, cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã phạm luật 3 giây. Nguyễn Tuấn Tú đã vào sân thay cho Trần Tiến Thịnh. Rất tốt, lên rổ rất đơn giản, đó là Triệu Hán Minh. Một pha bóng mà Triệu Hán Minh nhanh như một chú sóc. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 31, 33, 34, 3 điểm thôi. Số 12, Justin Young và Laurentine. Lỗi đồng đội thứ hai của cầu thủ Hồ Chí Minh Siêu Anh ở hiệp thi đấu thứ hai. Phát bóng biên cho Đà Nẵng Dragons. Nhảy ném đó là Horace Nguyễn không thành công. Horace Nguyễn là tác giả của cú ném 3 điểm giúp cho Đà Nẵng Dragons có được một trận đấu rất cảm xúc với Hà Nội Buffalo. Trận đấu đầu tiên của VBA có hiệp phụ, và vừa rồi thì John Hill đã có một pha tiếp in. Dự đoán khoảng cách tỷ số xuống còn 33-34. 9 điểm liên tiếp của Hồ Chí Minh Siêu Anh. Đã có lỗi.
Lỗi đánh tay của Justin Young. Lỗi thứ 3 của Justin Young. Foul trouble. Vẫn là cầu thủ Đà Nẵng Dragons phải dây. Một pha tiệt drop của Nguyễn Tuấn Tú. Hai điểm này sẽ có tác dụng rất quan trọng đối với cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Trọng tài vừa thổi lỗi, vừa phạm luật. Cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings phạm luật bóng về sân. Vừa bị cướp bóng đó là Nguyễn Đình Hải. Nguyễn Đình Hải rất bình tĩnh hai dính trước sự truy cản của hai cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Nguyễn Đình Hải là đội trưởng của câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings ở giải đấu này. Nguyễn Tuấn Tú nhảy ném không nhảy ném. Võ Văn Mỹ hai dính rất tốt dành cho Võ Văn Mỹ. Tỷ số là 38-35. Trần Minh đã bị mất bóng. Những tình huống lập bập của cầu thủ hai đội. Jolly, một pha ngăn chặn rất kịp thời của Ngô Tuấn Trung. Ngô Tuấn Trung đã lao ra cản với một tốc độ rất cao và bây giờ anh đang gặp vấn đề. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một pha bóng rất dũng cảm của Ngô Tuấn Trung. Nhưng bây giờ anh đang phải gặp một chấn thương, chắc chắn là như vậy. Và hội ý dành cho huấn luyện viên Mika Chunen của Hồ Chí Minh City Wings. Cả Đà Nẵng Dragons dành cho Ngô Tuấn Trung những tràng vỗ tay. Những tràng vỗ tay khen ngợi dành cho tinh thần thi đấu của cầu thủ mang số 11. Như vậy là Ngô Tuấn Trung sẽ tạm thời không thể thi đấu. Và thay cho Ngô Tuấn Trung đó là Lê Công Tuấn Anh, cầu thủ mang số 25. Năm 2017 sẽ là một năm đầy ắp các sự kiện của bóng rổ Việt Nam. Ngoài sang hit với ABL, ngoài việc Hà Nội Buffaloes có thể tham dự giải Thái Lan Basketball League thì vẫn còn những giải đấu khác như là giải vô địch quốc gia, SEA Games 2016, SEA Games 2017 với việc Việt Nam có đội tuyển bóng rổ và tất nhiên là VBA 2017 rồi. Rob Jolly ném phạt. Tiếp tục ném phạt không thành công. Ba pha ném phạt không thành công liên tiếp của Rob Jolly. Và Rogers ghi một điểm, nâng tỷ số lên 39-35. Nguyễn Hải, Lê Công Tuấn Anh nhảy ném, hai tính rất đơn giản để cho Lê Công Tuấn Anh. Ở góc gần như là không độ, nhưng góc này thì rất khó để có thể ném tựa bảng. Và cầu thủ phải có cảm giác bóng rất tốt. Lúc này thì Rob Jolly đã bị double team. Nhảy ném đã quý lại, không thành công. Lê Công Tuấn Anh đã bị cướp bóng một cách rất đơn giản bởi Rob Jolly. Thiên thần bé nhỏ
của Đà Nẵng Dragons. Đó là biệt danh mà các cổ viên Đà Nẵng Dragons dành cho cầu thủ mà số 25. Jolie rất tốt, hai ở tiếng dành cho Nguyễn Tuấn Tú. Vẫn là 4 điểm dẫn trước dành cho Đà Nẵng Dragons. Romsoli vừa có một pha lao cả thân mình, thân hình nặng hơn 120 kg, ra để cứu bóng, tuy nhiên thì nỗ lực đã không thành công. Các khán đài của nhà thi đấu của khu Nam đang hô vang tên Jolie. Các thủ Đà Nẵng Dragons là bắt người rất sát. Lê Ngọc Tú ném mã điểm không được. Joe Neal đã nhảy hơi sớm rồi, đúng rồi. Horace Nguyễn để ném Đào Huy Đại không thành công rồi. Một pha open shot không thành công của Đào Huy Đại. Lê Ngọc Tú vẫn là Lê Ngọc Tú, rất cẩn mẫn. Joe Văn Hiêu ném, hai hiệp tính dành cho Joe Văn Hiêu. Hiệp thi đấu này chứng kiến những nỗ lực rất bền bỉ trong việc bán đổi tỷ số của cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Wings, trong khi Đà Nẵng Dragons cũng đã có những sự nỗ lực nhất định. Nhà ném Jimmy Kiên không thành công. Jolie rebound và ghi hai điểm. Phải nói là rất khó để có thể cản được Jolie khi mà anh đã có bóng ở một pha offensive rebound như vậy. Cách đơn giản nhất là để sau đường này ghi điểm thôi. Huấn luyện viên Mika Sunen từng vô địch quốc gia ở Phần Lan nhiều năm. Còn huấn luyện Don Cahill thì chưa từng vô địch quốc gia. Ông nổi tiếng với vai trò đào tạo các thủ trẻ. Đã có lỗi. Lỗi của Đào Huy Đại. Lỗi cản người. Hồ Chí Minh Sea Wings tiếp tục phạt bóng biên. Ở thời điểm này thì Đà Nẵng Dragons đã phạm 4 lỗi đồng đội. Jaewon Hill đã có một pha block của Trần Tiến Thịnh. Một pha chấp thời cơ rất tốt của hàng số 11. Và bây giờ thì huấn luyện viên Mika Chunen xin hội ý. Cùng xem lại pha 3 điểm thành công của Jimmy Kiên, cầu thủ Việt Kiều Australia. Và tiếp theo đó là một pha 3 điểm thành công khác của Horace Nguyễn. Và đây là một pha phản công nhanh rất tốt của cầu thủ Chu Minh Siêu Huynh. Ngô Tuấn Trung kiến tạo và Nguyễn Hải ghi điểm. Tiếp theo đó là một pha ném rất tốt của Justin Young. Và người có một pha bù bảng chip in đó là Jaewon Hill. Lê Ngọc Tú nhảy ném. Trọng tài đã thổ lỗi tấn công. Đà Nẵng Dragons sẽ phát bóng biên. Rõ ràng là Hồ Chí Minh Sea Wings đang gặp khá nhiều áp lực
họ không được quyền thua trong trận đấu ngày hôm nay. Ba mươi giây cho hiệp điều thứ hai. Nguyễn Tuấn Tú, 3 điểm dành cho Horace Nguyễn, không thành công. Bây giờ thì bóng đang thuộc về quyền kiểm soát của Hồ Chí Minh Siêu Hình. Triệu Hán Minh rất bế tắc và cơ hội phản công dành cho cầu thủ Đà Nẵng Dragons, không có 2 điểm. Và hiệp chiều thứ hai kết thúc với việc Hồ Chí Minh Siêu Hình tạm thời bị dẫn với tỷ số là 39-43. Chúng ta sẽ đến với phần trao đổi của phóng viên với huấn luyện viên hai đội sau hiệp thi đấu thứ hai này. Các bạn hãy vỗ tay cho những chú đồng và những chú lân của chúng ta được không ạ? Vỗ tay thật lớn được không ạ? Và ngày nay xuất hiện đây sau của chúng ta là những chú lân và những chú đồng là nhân vật của đội Đà Nẵng Dragons. Một phần nào đó giúp thêm năng lượng cho những cầu thủ chúng ta thi đấu thật tốt ngày hôm nay. Và chính sự cổ vũ này hy vọng rằng đội Đà Nẵng Dragons sẽ nắm chắc trong tay chiếc cúp vô địch ở mùa giải NBA 2016. Và chúng ta hãy cùng dành cho linh vật của đội những tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vỗ tay cho linh vật của đội Đà Nẵng Dragons. Vỗ tay thật lớn được không ạ? Vỗ tay thật lớn nhé. Quá tuyệt vời. Xin được cảm ơn phần trình diễn của Lê Sơn Đồng. Và để tiếp thêm động lực cho tất cả các cầu thủ đến từ đội Đà Nẵng Dragon, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiết mục đặc biệt nữa, tiết mục nhảy Flappers.
Vỗ tay đi bạn, vỗ tay đi các bạn. Vỗ tay bằng lớn các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta được chứng kiến hai hiệp đấu đầu tiên của trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh Sea Wings. Và bây giờ chúng tôi xin dành một chút thời gian để có thể trao đổi với huấn viên hai đội sau hai hiệp đấu đầu tiên là huấn viên Dante Hill. Hello Mr. Dante Hill. What do you think about your team performance after the first half? Well, right now we got to do a better job on the defensive rebounds. We're giving up too many second chance points. We're doing defense, but we got to get a rebound, and then that's the next thing. Second thing is we just got to communicate more effectively on the defensive end, and we'll be fine. Do that, we're going to be better off. Yeah, thank you, Mr. Dante Hill, and good luck to you for the next. Quý bạn thân mến, tôi vừa hỏi rằng huấn luyện viên Dante Hill, ông nghĩ thế nào về màn trình diễn của các học trò của mình ở hiệp thi đấu tiên? Huấn luyện viên Dante Hill cho rằng là đội của ông đã tấn công tương đối tốt, khả năng tận dụng các cơ hội thứ hai, các cơ hội rebound và ghi điểm rất tốt, và đó là điều mà cầu thủ Đà Nẵng Dragons cần phải duy trì để có thể ghi được những điểm số và giành được chức vô địch trong trận đấu ngày hôm nay. Và tiếp theo đó là huấn luyện viên Mika Chernin của câu lạc bộ Hồ Chí Minh Sea Wings. Hello Mr. Mika Chernin. Tell me what's your problem you can solve. First of all, referees must start to be neutral. Every time when Jolly is on the line, free throws line, he shoots on the line. They never call that. So I don't understand how it's possible, okay? We must start to play. Yeah. And what's your key point for the game? Win. Yeah. Thank you, Mr. Mika Chernin. Quý vị bạn thân mến, tôi hỏi huấn luyện viên Mika Chernin là ông có băn khoăn gì sau hai hiệp đầu tiên. Thì huấn luyện viên Mika Chernin cho rằng là các cầu thủ của ông đã có một màn trình diễn tương đối không thành công ở hai hiệp đầu tiên, với những pha 3 điểm trượt, và đội bóng của ông sẽ cần phải cải thiện nhiều hơn, và đặc biệt là đội bóng của ông hướng đến trận đấu này với chiến thắng, và vì vậy họ sẽ phải thi đấu nỗ lực hơn nữa để có thể giành được chiến thắng ở hai hiệp thi đấu tiếp theo để có thể kéo trận đấu về game 3. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại hiệp thi đấu thứ 3 sau ít phút nữa. I come to the trial because we're looking for the best basketball players to represent the Da Nang Dragons here, and we're looking for some great talent, and we want to really have a great experience and bring a great culture of basketball here in Da Nang. We're looking for good players. We're looking for guys that want to represent the community. We're looking for guys that want to give their 100%. We're looking for guys that want to work hard every day in practice. And we're looking for guys that want to be champions, that guys that want to compete, and guys that want to get better and improve every day. From the beginning, that we knew that we have to fight way harder than any other team to prove ourselves and to prove our fans, to prove the whole league that we belong here. I think we just have to fight harder than our opponents. And like all the Vietnamese fans say, and every time they say, they just score them, and that's all we're gonna do. We're just gonna play with our hearts out, and that's what we said from day one. I'm looking players for our team, City Wings, and hopefully I can find some players. I want to see a good attitude, because our team always give 100%. We are totally full professional team who practice 6 times per week, 2 times per day. If you don't have enough skills, we can make skills you better. But first, you must have attitude and you must have heart for our team, City Wings. Every practice, we practice harder than our games. I want to teach every player and our organization what means that you are professional.
Our slogan is one team, one dream. We are a team from Ho Chi Minh City. Số điểm có được từ những pha mất bóng của đối thủ, Đà Nẵng Dragons có là 5 điểm và Hồ Chí Minh Sea Wing có là 8 điểm. Số điểm ở vòng 3 giây của Đà Nẵng là 20 điểm, còn Hồ Chí Minh Sea Wing có 24 điểm. Khả năng second chance point, đó là những cú ném ở cơ hội thứ hai. Đó là Đà Nẵng Dragons có 12 điểm và Hồ Chí Minh Sea Wing có 10 điểm. Số turnover của cả hai đội, số lần mất bóng của cả hai đội là bằng nhau với 8 lần. Số lỗi đồng đội của hai đội là khá đều nhau. Hồ Chí Minh Sea Wing có 11 lỗi và Đà Nẵng Dragons có 9 lỗi. Và cầu thủ hai đội đang chuẩn bị bước vào sân thi đấu hiệp thi đấu thứ 3. Về lý thuyết trong bóng rổ thì hiệp thi đấu 3 là một hiệp thi đấu rất quan trọng. Đội bóng nào mất tập trung sau có thời gian nghỉ sẽ phải trả giá khá đắt. Trong hiệp thi đấu thứ 3 thì Đà Nẵng Dragons là đội cầm bóng trước. Jimmy Kiên, Jolly, đã bị cướp bóng bởi Jaewon Hill. Khoảng cách là 4 điểm, vẫn có thể có cơ hội dành cho Hồ Chí Minh Sea Wing, thậm chí cơ hội là nhiều là khác. Jaewon Hill, vẫn là Jaewon Hill. 8 giây, nhảy ném, 3 điểm, không được. 3 điểm rất vội của Nguyễn Huỳnh Hải. Vẫn là Jolie, kèm mạnh là Justin Young, thủ đã phạm 3 lỗi sau 2 hiệp thi đấu đầu tiên. Justin Young không dám mạnh mẽ truy cản. Jaewon Hill, Justin Young. Nhảy ném Jaewon Hill, 2 điểm tính dành cho Jaewon Hill. Một pha xoay người fadeaway nhẹ của Jaewon Hill. Tỷ số là 45-41. Một pha cướp bóng rất tốt của Justin Young. Và ngay lập tức anh đã lại mất bóng. Rồi không tập trung. Cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Wing cần phải hạn chế bớt những pha mất bóng vô duyên như vậy. Justin Young, 2 đính và lỗi điểm dành cho Jaewon Hill. Lỗi thuộc về Rudolph Jolly. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Justin Young chơi tốc nội và chuyền bóng cho cầu thủ Jaewon Hill. Jaewon Hill ghi 2 điểm và đứng trước hội dựa vào khoảng cách tỷ số xuống chỉ còn 3 điểm nếu như anh ném vào thành công ở pha bóng này. Điểm. Jimmy Kiên lên rổ rất đơn giản. Jimmy Kiên ghi 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Trần Minh không được, nhưng ngay lập tức Trần Minh đã có một pha rebound để ghi đi 2 điểm.
Ở trên sân thì Ngô Tuấn Trung đang gặp chấn thương. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Trong tiếng vừa rồi, theo quan sát của chúng tôi thì Ngô Tuấn Trung không va chạm với ai cả. Tuy có thể anh đang gặp vấn đề từ chấn thương ở một pha bóng lao ra truy cản Robbery trong hiệp thiếu thứ 2. Vậy là bình xịt đã phải đưa cho Ngô Tuấn Trung. Anh đang bị căng cơ. Các thủ dự bị của Hồ Chí Minh Sea Wing gồm có Phan Trần Mẫn, Tăng Minh Trí, Phạm Minh Luyến, Võ Văn Thanh và Lê Công Tuấn Anh. Ở hiệp thiếu này thì Lê Ngọc Tú chưa được đưa vào sân. Lê Ngọc Tú đang gặp chấn thương ở tay. Còn Justin Young cũng phải băng một vết ở má. Như vậy là Ngô Tuấn Trung đã được Jaewon Hill bế ra sân. Có vẻ như chấn thương của Ngô Tuấn Trung là rất nặng. Một bất lợi cho Hồ Chí Minh Sea Wing. Khoảng cách chỉ là 3 điểm thôi. Nhưng từ bây giờ, Hồ Chí Minh Sea Wing sẽ gặp khó khăn, ít nhất là ở vị trí số 1 người cầm bóng. Như vậy là Phan Minh Luyến, cầu thủ kỳ cựu, cũng đã được tung vào sân. Nguyễn Đình Hải, Jaewon Hill không có lỗi. Rất xinh nhanh làm bóng ra biên. Việc phải chơi 4 trận đấu liên tiếp gặp các cầu thủ Hà Nội Buffalo trong những ngày liên tiếp đã khiến cho các cầu thủ của Chu Minh Sea Wing gặp bất lợi về sức lực khá rõ. Một pha block của Jaewon Hill. Phạm Minh Luyến đang cầu bóng. Vẫn là Phạm Minh Luyến. Phạm Minh Luyến nhảy đánh 3 điểm. 3 điểm thành công của Phạm Minh Luyến. Phạm Minh Luyến đang chứng minh gừng càng già càng cay. Cầu thủ không thi đấu quá nhiều, nhưng ở trong 3 điểm đầu tiên anh đã ghi 3 điểm. Phạm Minh Luyến đối đầu với Jimmy Kiên. Nguyễn Tuấn Tú không thành công, một pha ném elbow của Jimmy Kiên. Ở mùa giải năm ngoái thì Phan Minh Luyến cũng là thành viên của Seven Heat, tham dự giải rổ nhà nghề Đông Nam Á, và hai điểm tính dành cho Nguyễn Đình Hải. Huấn luyện viên Don Chi Hill đã phải xin hội ý sau những chuỗi liên điểm liên tiếp của Hồ Chí Minh Sea Wing. Hiện tại thì đội bóng tới từ thành phố Mountain Park đang dẫn trước Đà Nẵng Dragons với khoảng cách là 2 điểm. Ở trận đấu trước, trận đấu game 1, Hồ Chí Minh Sea Wing chỉ ghi được 55 điểm và đây là số điểm thấp kỷ lục trong lịch sử của họ tham dự VBA một giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại pha post up của Jolly. Tiếp theo là pha fadeaway giám sát của Jaewon Hill. Bây giờ đội bóng nào có tinh thần tốt hơn, có sự may mắn và sự quyết tâm muốn chiến thắng thì đội bóng đó sẽ có điều mình cần. Đà Nẵng Dragons cũng là đội bóng mà Hồ Chí Minh Sea Wing có được chiến thắng, ghi được 104 điểm, kỷ lục của VBA mùa giải này. Trận đấu diễn ra vào ngày 16 tháng 10. Rob Jolly, Justin Young có pha phòng thủ rất tốt, đẩy Rob Jolly vào một tư thế khó.
Phạm Minh Luyến. Huy Hải dứt điểm không được. Rất xinh nhăng là bóng ra biên. Anh đã vào hơi sớm. Trọng tài thổi lỗi Justin Young, lỗi đẩy người. Justin Young lỗi lần thứ tư. Chỉ còn một lỗi nữa thôi thì Justin Young sẽ phải rời sân. Như vậy là Justin Young rời sân và vào sân thay cho anh là Lê Công Tuấn Anh. Jordan Hill. Thì sát trận đấu rồi đó là Rosalie ghi 2 điểm. Quân mình tỷ số 5-1 đều. Rất quyết liệt. Không ném. Rất tốt. Phạm Minh Luyến làm gì? Chuyền bóng rất tuyệt vời để cho Lê Công Tuấn Anh ghi 2 điểm. Ở thời kỳ đỉnh cao thì Phạm Minh Luyến cũng là một trong những cầu thủ đáng sợ của bóng rổ Việt Nam. Ghi 2 điểm đó là Jimmy Kiên. Rất tốt Phạm Minh Luyến. Huy Hải. Không được. Nguyễn Tuấn Tú. Một pha block rất tốt của Lê Công Tuấn Anh. Tiền trọng tài đã thổi lỗi Lê Công Tuấn Anh. Chúng ta cũng xem pha bóng này. Đã có một pha đánh tay của Lê Công Tuấn Anh khá rõ ràng. Và Nguyễn Tuấn Tú sẽ ném hai quả đá phạt. Ở trận đấu trước thì Nguyễn Tuấn Tú đã ghi được 16 điểm trong chiến thắng 69-55 của Đà Nẵng Dragons trước Hồ Chí Minh Sea Wings. Trận đấu của Đà Nẵng Dragons đã đập tan những nghi ngờ về phong độ của họ. Hai pha đá không thành công của Nguyễn Tuấn Tú. Huy Hải không hiểu ý với Triệu Hán Minh. Ngay sau pha mất bóng thì Huy Hải đã phải rời sân và vào sân là Lê Ngọc Tú. Và lúc này thì ở đội tuyển câu lạc bộ Hồ Chí Minh Sea Wings có 3 tuyển thủ Việt Nam đang tham dự giải ABG. Đó là Lê Ngọc Tú, Lê Công Tuấn Anh và Triệu Hải Minh đều đang trên sân. Vừa rồi đó là một pha phạm lỗi. Đó là lỗi của Jordan Hill. Và phạt bóng biên cho Đà Nẵng Dragons. Số lỗi đổ nội của cả hai đội đều là 3 trong hiệp thứ 3. Ném 3 điểm. Thành công. Đó là pha 3 điểm của Horace Nguyễn. Trong thời điểm mà hai đội đang so kè nhau từng điểm một thì pha 3 điểm của Horace Nguyễn có nghĩa rất quan trọng. Vẫn là ba thủ của Sư Huynh. Lê Ngọc Tú nhảy ném. Rất loại lùng, hai để tính để cho Lê Ngọc Tú. Đào Huy Đại ném 2 điểm. Không được. Nhưng Rosalie, 2 điểm tính để cho Rosalie. Tỷ số đang là 58-55. Đà Nẵng Dragons đã vươn lên dẫn trước ở thời điểm quan trọng của hiệp thứ 3. Chiến thắng vẫn đang còn là cái gì đó khá xa xôi ở thời điểm này. Jaywon Hill, hai điểm tính để cho Jaywon Hill. Jaywon Hill cho rằng đối phương đã phạm lỗi với anh, hiện thì không có tiếng còi nào cất lên, chỉ là một điểm thôi.
Ném 3 điểm. Không được pha 3 điểm Evo của Nguyễn Tuấn Tú. Thành thật mà nói thì sàn thi đấu của khu 5 là sàn nhà thi đấu đập bóng không được chuẩn. Bóng này không được tốt. Mỗi lần đập bóng thì chính xác là bóng này rất nặng. Phan Minh Luyến đang cầm bóng lên. Vậy là số 77 Phan Văn Thành đã được tung vào sân. Huấn luyện viên Mika Trường không còn những lựa chọn nào khác. Dương Hiếu vẫn là Dương Hiếu đã có lỗi. Lỗi của hai quả đá phạt. Lỗi của Rob Jolly. Rob Jolly phạm lỗi lần thứ 3 trong trận đấu này. Ghi một điểm, đó là Jaylen Hill với quả đá phạt đầu tiên. Ném thành công hai quả đá phạt và tỷ số hiện tại đang là 59 cho Wings và 58 cho Dragons. Lê Ngọc Tú cướp bóng rất nhanh. Lê Ngọc Tú hai điểm dành cho Lê Ngọc Tú và lỗi điểm dành cho Lê Ngọc Tú. Trọng tài xác định đó không phải là lỗi điểm mà đó là một lỗi tấn công. Không có điểm dành cho Đà Nẵng, không có điểm dành cho Lê Ngọc Tú và Hồ Chí Minh Siêu Anh. Rất quyết liệt, cao thủ hai đội đang vào trận với tinh thần không có gì để mất. Jolly, vẫn là Jolly đã bị lỗi. Hai quả đá phạt dành cho Rudolph Jolly. Ở thời điểm này của hiệp thứ 3 thì Hồ Chí Minh Siêu Huỳnh đã phạm 5 lỗi đồng đội và Jaylen Hill có lỗi cá nhân thứ 3 trong trận đấu này. Ném phạt không thành công, phản ứng phạt đầu tiên của Rob Jolly. Rob Jolly có thể hình khá giống với Shaquille O'Neal, một cựu trung phong của NBA, và anh cũng có khả năng ném phạt tồi tương tự ở trong những tình huống như vậy. Khá rõ ràng. Võ Văn Thanh rất quyết liệt. Đã có lỗi của Jimmy Kiên. Jimmy Kiên nổi tiếng với khả năng phòng ngự rất quyết liệt. Jimmy Kiên rời sân và vào sân là cầu thủ vào sân đó là Trần Tiến Thịnh. Lê Ngọc Tú ném 3 điểm, Võ Văn Thanh không thành công. Khi mà Justin Young không thể có mặt ở sân vì phạm foul trouble thì Lê Công Tuấn Anh là cầu thủ thi đấu thay vị trí của Justin Young. Đào Huy Đại vừa có pha 3 điểm không thành công. Vẫn là cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Tiến Thịnh đang có bóng. Rất căng thẳng, khoảng cách chỉ là 1 điểm thôi. Jolly đã bị cướp bóng rồi. Jolly đã dùng phương pháp dũi cho người hội rồi. Hồ Văn Thanh, Phạm Minh Luyến làm được tác giả, chuyển rất tốt. Làm gì Lê Công Tuấn Anh đã có lỗi.
Phạm Minh Luyến vừa có pha no look pass chuyền không cần nhìn. Tuy nhiên thì Lê Công Thành đã thi đấu không thực sự tập trung, nhưng dù sao thì anh vẫn kiếm cho đội bóng của mình được 2 điểm, 2 cơ hội ném phạt. Jolly đã phạm 4 lỗi cá nhân, anh cũng đã phạm pha trouble. Tuy nhiên thì cả hai pha ném phạt của Lê Công Tuấn Anh đều không thành công. Đà Nẵng Dragons phạm luật 8 giây sân nhà. Ở ngoài sân như chúng ta đã thấy thì Justin Young đang hô hào các đồng đội. Jolly vì phạm foul trouble cũng đã phải rời sân. Một pha block của Trần Tiến Thịnh. Trần Tiến Thịnh không lạ gì Lê Hoàng Tú, bởi cả hai đã là đồng đội của nhau tại tuyển thành phố Hồ Chí Minh, từng thi đấu rất nhiều năm ở giải World Quốc gia. Hollis Nguyễn động tác giả rất tốt, Hollis Nguyễn nhảy đếm, không có điểm dành cho Hollis Nguyễn. Đếm 3 điểm, thành công 3 điểm rất tuyệt vời dành cho Võ Văn Thành. Khép lại hiệp thi đấu thứ 3 với khoảng cách dẫn trước 4 điểm dành cho Hồ Chí Minh Siêu Hình. Một pha buzzer beater của Võ Văn Thành rất tuyệt vời, và chúng ta cùng quay trở lại hiệp thứ 4 VBA Finals Game 2 giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh Siêu Hình sau 1 phút nữa. Một pha 3 điểm rất tuyệt vời. Hồ Chí Minh Siêu Hình là đội khách và Đà Nẵng Dragons là đội chủ nhà. Trong hiệp thi đấu thứ tư thì Hồ Chí Minh Siêu Hình bắt buộc phải giữ được lợi thế nếu như họ muốn còn một cơ hội nữa cho chức vô địch. Điểm nhấn của hiệp thứ ba chính là hai pha 3 điểm, một của Phạm Minh Luyến, một pha 3 điểm tựa bảng, giúp cho Hồ Chí Minh Siêu Hình lên tinh thần rất cao và vào điểm ở những giây cuối cùng của Võ Văn Thành. Như vậy là Phạm Minh Luyến đã bị trọng tài thổi lỗi tấn công. Một pha touch charge của Horace Nguyễn. Jimmy Kiên rất khó. Võ Văn Mỹ. Hai điểm đứng dành cho Nguyễn Tuấn Tú, khoảng cách chỉ là 2 điểm. Lê Ngọc Tú không được
một pha phối hợp theo bài của cao thủ Hồ Xuân Siêu Huỳnh Thiên, thì ở pha chuyển bóng cuối cùng thì Lê Ngọc Tú đã không thể đưa trái bóng chính xác đến tay của Võ Văn Thành. Lỗi của Lê Ngọc Tú. Lê Ngọc Tú đã phạm 4 lỗi. Phát bóng biên cho Đà Nẵng Dragons. Jimmy Kim nhảy ném. Hai hẹn tính cho Jimmy Kim, tỷ số đã được cân bằng 62 đều. Jaewon Hill, hai hẹn tính cho Jaewon Hill. Một pha bóng rất tốt của Jaewon Hill. Võ Văn Mỹ. Lỗi cản người của số 19 Phan Minh Luyến. Như vậy là các thủ Hồ Chí Minh Siêu Hình đã phạm 3 lỗi đồng đội ở hiệp thiếu thứ tư. Võ Tuấn Trung đã quay trở lại thi đấu. Võ Tuấn Tú không có lỗi, vẫn là cầu thủ Đà Nẵng Dragons. 2 giây 1 giây, lỗi điểm dành cho Jimmy Kiên. Lỗi số 11 Ngô Tuấn Trung. Ngô Tuấn Trung phạm lỗi lần thứ tư. 3 cầu thủ Hồ Chí Minh Siêu Hùng đã phạm 4 lỗi. Như thường lệ thì Ngô Tuấn Trung lại ra thắc mắc một trận đài. Không thành công. Pha ném không thành công của Jimmy Kiên. Tỷ số hiện tại là 64 đều. Hoàn thành ném. Không thành công. Rất căng thẳng. Jimmy Kiên. Thêm một lần nữa của Hồ Xuân Siêu Huỳnh. Lỗi thuộc về số 77 Võ Văn Thanh. Võ Văn Thanh rời sân và vào sân là Triệu Hàn Minh. Jimmy Kiên được ném 2 quả đá phạt. Quán phạt đầu tiên ghi 1 điểm. 65 cho Đà Nẵng và 64 cho Hồ Chí Minh Sea Wings. Không thành công. Triệu Hàn Minh. Justin Young, 2 điểm tính dành cho Justin Young. Một pha hợp rất bài bản của cao thủ áo trắng Jimmy Kiên. Nguyễn Tuấn Tú làm gì? Nguyễn Tuấn Tú phát bóng biên cho Đà Nẵng Dragons. Nguyễn Tuấn Tú đã bị tuột bóng trong tiếng một rồi. Ba điểm cho Horace Quinn không thành công. Vẫn là rồi Đà Nẵng. Hai điểm tính dành cho Horace Quinn. 67 cho Đà Nẵng và 66 cho Hồ Chí Minh Siêu Huỳnh. Trận đấu đã tạm dừng. Một cầu thủ của Đà Nẵng Dragons, mà cụ thể là Võ Văn Mỹ, đang gặp chấn thương. Họ
on screen còn hình không được tốt so với Seon Hill. Tuy nhiên ở pha vừa rồi anh đã có một pha dứt điểm rất thông minh. Và Dan Dragons đang dẫn trước đối thủ 1 điểm. Hồ Chí Minh Siêu Hình vẫn chưa bỏ cuộc. Seon Hill vẫn là Seon Hill. Xoay trưởng rất tốt, làm gì? Đã có lỗi. Số 77 và Văn Mỹ phạm lỗi đẩy người. Và đây là tình huống có thể dẫn đến 2 điểm. Vì vậy nên Jaewon Hill sẽ đánh 2 quả đá phạt. Tỷ số đã được cân bằng 67 đều. Và Hồ Chí Minh Siêu Hình lại vươn lên dẫn trước. Khoảng cách chỉ là 1 điểm thôi. Diễm Việt Kiên không được, Jaewon Hill rebound. Một tuần chung đã bị double team. Triệu Hán Minh. Jaewon Hill, vẫn là Jaewon Hill. Không được. Không có lỗi. Diễm Kiên đột phá, nhảy ném. Không được. Liên tiếp là những tình huống ném trượt của cầu thủ hai đội. Triệu Hán Minh. Nguyễn Đình Hải. Không có 2 điểm dành cho Nguyễn Đình Hải. Nguyễn Hải đã phạm một lỗi không cần thiết. Anh đã chọc đằng sau Võ Văn Mỹ. Và Đà Nẵng Dragon sẽ ném 2 quả đá phạt. Bây giờ sẽ là hội ý dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Hiệp thi đấu thứ tư sẽ còn 5 phút 55 giây. Và ở thời điểm hiện tại, Hồ Chí Minh City Wings đang dẫn trước đối thủ 1 điểm. Thế thì Đà Nẵng Dragons có thể vươn lên dẫn trước. Nếu như họ thành công trong 2 quả đá phạt, Võ Văn Mỹ sẽ đứng trước cơ hội này. Tỷ số đã được cân bằng 68 đều. Và tỷ số vẫn giữ nguyên ở con số 68 dành cho cả hai bên. Justin Young. Đột phá Justin Young. Hai điểm tính rất đơn giản dành cho Justin Young. Trong tình huống rồi thì Rob Jolie cũng không dám truy cản quá mạnh. Anh cũng đã phạm 4 lỗi. Rob Jolie đã có lỗi.
là một pha chủ động phạm lỗi của Nguyễn Đình Hải và Rosalie sẽ đánh hai quả đánh phạt. Phản phạt đầu tiên của Rosalie không thành công. Có vẻ như cao thủ Jimmy Sewing đang muốn phạm chiến sử dụng chiến thuật hacker. Đây là hacker Jolie. Hai điểm tính rất thành công dành cho John Hill, khoảng cách đã là 4 điểm. Phan Nguyễn xoay người rất tốt. Jolie ghi 2 điểm dành cho Jolie. Vẫn kịp. Bây giờ đây bị mất bóng rồi. Hồ Chí Minh Siêu Huynh đang dẫn trước đối thủ 2 điểm. 72-70. Jolie và John Hill đã bị cướp bóng, một pha cướp bóng rất nhanh của Triệu Hán Bình. Nguyễn Hải làm gì? Không có điểm. Không có lỗi. 3-2. Jimmy Kiên. Dứt điểm không thành công đó là Jimmy Kiên. Triệu Hán Bình nhảy ném 3 điểm. Không có lỗi. Số đã được cân bằng 72 đều. Thiên thần máy nhỏ Rob Jolie của Đà Nẵng Dragons đã lên tiếng. Lỗi số 77 Võ Văn Mỹ, lỗi cản người. Bây giờ thì huấn luyện viên Mika Chunen xin hội ý. Đây mới xứng đáng là tầm vóc của trận chung kết. Một trận chung kết diễn ra kịch tính, hai đội cạnh tranh nhau từng điểm một, và đặc biệt là hiệp thứ tư diễn ra với dồn chiến thuật của huấn luyện viên. Cả hai đội đều rất mệt, thì họ vẫn đang cống hiến những gì tốt đẹp nhất. Hiệp thi đấu cuối cùng, hiệp thi đấu chính thức cuối cùng, còn 3 phút 34 giây. Không loại trừ khả năng hiệp phụ sẽ phải diễn ra. John Hill nhảy ném rất tốt, cái pha nhảy ném ở cự ly trung bình của John Hill là rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Tốt, đó là một pha tip in của J1 Hill. Stephen Nguyễn 2 điểm rất đơn giản dành cho Stephen Nguyễn Tuấn Tú. 77-76. Rất hấp dẫn.
nhỉ. Điểm rất đơn giản dành cho Jaewon Hill. Đà Nẵng Dragons chỉ còn cách trước cúp 1 phút 27 giây và lỗi của Thầy Phan Nguyễn. Hai quả đá phạt dành cho Justin Young. Hồ Chí Minh Sea Wing phát bóng biên. 3 điểm dẫn trước cho Đà Nẵng Dragons. Không biết gì phải vội vàng cả. 31 giây, rất bình tĩnh. Stephen Nguyễn, hai miếng cho Stephen Nguyễn. Chiếc vô địch đã gần như chắc trong tầm tay của Đà Nẵng Dragons. Pha ném hay vô. 10,4 giây, bóng vào sân còn 10,4 giây. Và Đà Nẵng Dragons sẽ nếu trước hội được nâng chiếc cúp VB lần đầu tiên trong lịch sử. Một mùa giải quá bất ngờ của VB 2016. Bảy điểm và 10,4 giây, không thể có cơ hội dành cho cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Wing. Ngô Tuấn Trung đang có những hành động khá quyết liệt.
Và trận đấu vẫn đang chưa được tiếp tục. Niềm vui của Jimmy Kiên, của Stefan Nguyễn và Đào Huy Đại. Horace Nguyễn, Đà Nẵng Dragons không được đánh giá cao tại mùa giải năm nay. Chỉ họ đã để thua 4/12 trận tại mùa giải chính thức. Tuy nhiên thì họ vẫn là đội duy nhất bất bại tại VBA Playoff và sẽ là đội nâng cao trước cúp vô địch. Chắc chắn là như vậy. 10.4 giây và 7 điểm. Chuẩn bị được sướng lên và đó chính là Đà Nẵng Dragons. Và cùng với đó là sự tiếc nuối của cầu thủ của Trương Siêu Anh. Trận đấu sẽ tiếp tục với hai pha đánh phạt của thủ môn số 15 Trương Thành Long. Đánh phạt không ghi điểm. Trương Thành Long sinh năm 1992. Hai pha đánh phạt không thành công của Trương Thành Long. Và cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ là đội cầm bóng ở tình huống tiếp theo. Đối thủ Hồ Chí Minh Thị Huỳnh với tỷ số 2-0 sau hai lượt trận. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những nghi thức sau trận đấu.
chúng ta vừa được trải qua 4 hiệp thi đấu và tìm ra được nhà vô địch đầu tiên của VBA, đó là Đà Nẵng Dragons. Và bây giờ chúng tôi xin đến với phần phỏng vấn sau trận đấu. Đầu tiên là với huấn luyện viên Don Chae-hyun, người đã mang lại chức vô địch cho Đà Nẵng Dragons. Hello Mr. Don Chae-hyun. First of all, we congratulations with you and we have a question. What do you want to say about the fans after the win tonight and Da Nang Dragons win the champion? First, I want to say I want to give honor to God who given us this opportunity to be healthy and fight and get to this championship series. You know, the thing is, the Bible talks about that now faith is something things hoped for and the evidence of things not seen. And we've always had great faith throughout the course of the year, and we've always believed in what we were doing. And then, you know, we also say, don't grow weary in well-doing, because in due season we shall reap. And we had an opportunity to be here and to reap the benefits of all their hard work. Hats off to Ho Chi Minh City Wings for competing with us for four quarters. What a great game to finish the season off with. But, you know, my team, you know, everybody grew up this year. One thing I can say is that everybody is more mature. They came in as young men, and now they're leaving as mature men. They came in as young professionals, now they're leaving as professionals. We're the youngest team in the league, youngest owners in the league. Yeah, thank you, Mr. Don Chae-hyun. Quý bạn thân mến, chúng tôi vừa hỏi rằng huấn luyện viên Don Chae-hyun ông muốn nói gì với người mộ Đà Nẵng Dragons sau khi mà đội bóng của ông đã giành được chức vô địch. Thì huấn luyện viên Don Chae-hyun cảm ơn người hâm mộ là điều đầu tiên. Và sau đó thì ông muốn dành sự tri ân tới các cầu thủ của ông đã cùng nhau, cùng với ông làm việc rất vất vả để có thể chiến thắng và trưởng thành sau mỗi thất bại, đặc biệt là với đối thủ Ho Chi Minh City Wings, một đội bóng chơi rất quyết tâm ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ đến với chúng ta sẽ đến với phần trả lời phỏng vấn của MVP của tựa game, tức là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, đó là Rob Jolly. Hello Mr. Rob Jolly, and how you think about your performance today? Before I got to say thank you to Juva, thank you to my family who support me, Danang fans, my teammate tonight. They level the job, a good, great job. Without them, you know, we nothing. You know what I'm saying? We support each other. We start the season 0-4, you know what I'm saying? Like I said, it's not me, it's about my teammates, you know, God's work, you know what I'm saying? And I want to say thank you to my family who watching me in Canada, Jasmine Letourneau, Yovin Losha, Felipe Donis. Yeah, thank you, Mr. Rob Jolly, and congratulations with the win. Quý vị và các bạn thân mến, tôi hỏi rằng là Rob Jolly, anh nghĩ gì về màn trình diễn của mình ngày hôm nay? Thì anh cho rằng là màn trình diễn của anh tuy là tốt nhưng anh sẽ không thể làm được điều đó nếu như thiếu đi sự cổ vũ ủng hộ của các đồng đội của mình và cả những người hâm mộ nữa. Anh cảm ơn điều đó và anh hy vọng là sẽ cùng được gắn bó với Đà Nẵng Dragons ở những mùa giải tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với nghi thức trao giải VBA 2016 cùng với những giải thưởng khác. Chúng ta xin được trở lại sau một chút thời gian nữa. Cùng toàn thể quý vị khán giả, cùng các bạn cổ động viên, chúng ta ổn định chỗ ngồi để buổi lễ trao giải được nhanh chóng bắt đầu. Và đến với buổi lễ trao giải ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Hà Việt, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Xin được trân trọng chào đón ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đà Nẵng. Và quý vị thân mến, đầu tiên, Đình Trực xin được công bố giải cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất giải. Đó là giải thưởng mà tất cả các cầu thủ tham gia mùa giải VBA 2016 luôn muốn có được.
và cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất đã thuộc về cầu thủ Justin Young của đội Hồ Chí Minh City Queens. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Giải Bóng Rổ Chuyên nghiệp Việt Nam VBA, và ông Trần Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Giải Bóng Rổ Chuyên nghiệp Việt Nam VBA, sẽ tiến lên trao giải, trao cúp cho cầu thủ Justin Young. Xin được chúc mừng. Và với những nỗ lực và cố gắng từ cầu thủ Justin Young của đội Hồ Chí Minh City Queens đã quá xuất sắc nhận được giải thưởng cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất giải. Xin được chúc mừng. Một lần nữa xin được chúc mừng và xin được cảm ơn ông Nguyễn Tăng Cường và ông Trần Hoàng Việt. Và tiếp theo, cầu thủ nội xuất sắc nhất giải xin được vinh danh. Cầu thủ nội xuất sắc nhất giải đã thuộc về cầu thủ Lê Ngọc Tú của đội Hồ Chí Minh City Queens. Xin được chúc mừng. Xin được mời ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Giải Bóng Rổ Chuyên nghiệp Việt Nam VBA, và ông Trần Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Giải Bóng Rổ Chuyên nghiệp Việt Nam VBA, sẽ tiến lên đài trao giải và trao cúp cho cầu thủ Lê Ngọc Tú. Xin được chúc mừng. Và một lần nữa xin được chúc mừng cầu thủ Lê Ngọc Tú của đội Hồ Chí Minh City Queens đã nhận được giải cầu thủ nội xuất sắc nhất. Xin được chúc mừng. Và ngay sau đây, Đình Trực rất vinh dự được công bố giải thưởng vô cùng ý nghĩa mà mỗi cầu thủ bóng rổ thi đấu tại VBA luôn muốn nỗ lực có được. Và chúng ta sẽ cùng xưng danh cầu thủ đạt giải thưởng MVP, cầu thủ xuất sắc nhất giải VBA 2016. Chúng ta sẽ xướng tên cầu thủ đạt giải MVP. Xin được chúc mừng Rudolphe Tulli đến từ đội Đà Nẵng Dragons đã đạt được giải MVP, cầu thủ xuất sắc nhất giải VBA 2016. Và xin được kính mời ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đà Nẵng, sẽ cùng lên trao giải thưởng này cho Tulli. Và chắc hẳn rằng chúng ta đều rất nhớ đến cầu thủ Tulli từ đội Đà Nẵng Dragons với những pha bóng vô cùng đẹp mắt. Có thể nói Tulli là một cầu thủ rất xuất sắc của mùa giải năm nay khi cống hiến những pha bóng cũng như những bàn thắng cho đội Đà Nẵng Dragons. Một lần nữa xin được chúc mừng Tulli. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Phúc Linh. Và ngay bây giờ xin mời đội bóng cán đích thứ hai ở giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2016, đội bóng Hồ Chí Minh City Queens. Và xin được kính mời ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Lê Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA, và ông Đặng Hà Việt, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, cùng tiến lên đài trao thưởng, trao huy chương bạc cho các cầu thủ của đội bóng Hồ Chí Minh City Queens. Và xin được mời các cầu thủ của đội Hồ Chí Minh City Queens sẽ cùng ra sân ngay lúc này để cùng nhận được huy chương bạc và những kỷ niệm chương từ ban tổ chức của mùa giải VBA 2016. Một lần nữa xin được mời tất cả các cầu thủ của chúng ta. Và lúc này đây sẽ là những chiếc huy chương và cúp lưu niệm từ ban tổ chức sẽ trao tặng cho tất cả các cầu thủ của chúng ta. Và với những gì mà các anh đã cống hiến được ở mùa giải năm nay, có thể nói đội Hồ Chí Minh City Queens đã rất xứng đáng đạt được huy chương bạc giải nhì ở mùa giải VBA 2016. Và các cầu thủ của chúng ta với những cảm xúc lúc này, các anh đã rất vui khi nhận được huy chương bạc cũng như sự cổ vũ từ các cổ động viên ở sân khách. Có thể nói Hồ Chí Minh City Queens là đội đã ghi được dấu ấn trong lòng quý vị khán giả ở mùa giải VBA 2016. Một lần nữa xin được chúc mừng. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho đội Hồ Chí Minh City Queens để chúc mừng cho đội cán đích thứ nhì, các cầu thủ rất tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay.
xin được cảm ơn ông Vương Bích Thắng, ông Lê Hoàng Anh, ông Đặng Hải Việt và các cầu thủ đến từ đội Hồ Chí Minh City Wings. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và ngay trước mắt tất cả quý vị và các bạn là chiếc cúp vàng, chiếc cúp vô địch của mùa giải VBA 2016. Và xin được chúc mừng và hãy dành trọng cái tay thật lớn cho đội Đà Nẵng Dragons. Và lúc này đây xin được mời các cầu thủ của đội Đà Nẵng Dragons cùng ra sân để nhận các huy chương và cúp vô địch của mùa giải VBA 2016. Xin được kính mời ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Lê Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA, ông Đặng Hải Việt, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam sẽ cùng tiến ra sân ngay lúc này. Chúng ta sẽ cùng trao đội vô địch cũng như cúp vô địch, cúp vàng cho đội đạt giải nhất, giải quán quân ở mùa giải VBA 2016. Và xin được mời tất cả các cầu thủ cũng như các đại biểu vừa có tên sẽ được mời tất cả quý vị sẽ cùng ra sân cùng trao cúp cũng như các huy chương cho các cầu thủ của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, có lẽ ngay lúc này chúng ta đều cảm thấy những cảm xúc rất đặc biệt, rất tuyệt vời mà các cầu thủ của đội Đà Nẵng Dragons có được, thậm chí là những giọt nước mắt, những nụ cười. Chúng ta có được sự đoàn kết gắn bó ở mùa giải VBA 2016. Mỗi cầu thủ, một cá nhân hoàn toàn khác biệt, nhưng họ đã để lại những dấu ấn vô cùng tuyệt vời trong lòng quý vị khán giả, và đặc biệt là đối với tất cả quý vị khán giả yêu thích bộ môn bóng rổ. Và đặc biệt họ đã làm rạng danh đối với đội tuyển Đà Nẵng của chúng ta ở mùa giải năm nay, và với những gì họ có được là hoàn toàn chính xác. Và chúng ta cùng chúc mừng cho các cầu thủ của đội Đà Nẵng Dragons một lần nữa, cúp vô địch thuộc về họ là hoàn toàn xứng đáng. Hãy giơ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho các cầu thủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được đồng chứng kiến lễ trao giải VBA 2016, mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã kết thúc với chức địch của Đà Nẵng Dragons. Và đến lúc này chúng tôi xin được khép lại phần tường thuật trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.